ái căng dậy con coi phim hả Bella? Hả? Có. Ồ, thế bị mẹ coi hả? Để bà nghe thấy giọng giống như giọng cửa mấy người trong phim nói chuyện đó. Ba chỉ nghe sơ sơ, ba không nghe rõ. Tại lúc đó ba cũng buồn ngủ, ba chưa tỉnh dậy đó. Sai rồi coi. Ok, tới được trường rồi, tới trường. Ba bị vấp, oh my god.